Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Rất vui vì được sự tin tưởng và đồng hành của các bạn trong suốt thời gian qua. Để tiếp tục series Bạn hỏi Minh Phụng trả lời, một series nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ phía các bạn. Hãy cùng tụi mình trả lời những thắc mắc của các bạn gửi đến cho team nhé. Nào, cùng bắt đầu thôi. Câu hỏi của bạn Mạnh Hùng 3M, các dòng đàn Atasia còn sale không sót? Vẫn còn nhớ bạn, để tri ân cho những khách hàng của Minh Phụng Music cũng như là nhiều bạn yêu thích dòng đàn này với số lượng đơn hàng rất là cao luôn, thì bên Minh Phụng Music vẫn tiếp tục chương trình ưu đãi cho đến hết ngày 20 tháng 11 nhé. Bạn hãy nhanh tay đặt ngay cây đàn yêu thích nhé. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Phong Vũ 1982@gmail.com. Mình mua case 1 Bluetooth được 1 tháng, dùng MIDI Bluetooth thế nào ạ? Chào bạn, tụi mình đã làm video hướng dẫn chi tiết về tính năng Bluetooth MIDI trên case 1 để kết nối với iPhone, iPad, laptop cũng như là các dòng điện thoại của Android. Thì về tính năng MIDI, MIDI Bluetooth có thể giúp bạn học nhạc, soạn nhạc cũng như là nghe nhạc trực tiếp ở trên đàn qua Bluetooth mà không cần dùng đến dây nhé. Bạn có thể xem video hướng dẫn trên kênh YouTube của Minh Phụng Music nhé. Lại là một câu hỏi của bạn Huy Tô nha. Minh Phụng có mở lớp học đàn không? Cảm ơn câu hỏi của bạn Huy Tô nhé. Và đây cũng là câu hỏi mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì hiện tại sắp tới Minh Phụng Music sẽ mở các lớp học nhạc từ cơ bản đến nâng cao. Các lớp sẽ được mở ở bên chi nhánh 98 Bằng Văn Chương, phường 7, quận Bình, TP.HCM. Các bạn hãy đón chờ nhé. Và là câu hỏi của chú Long Trần 1965. Cho chú hỏi bên Minh Phụng có bán cục nguồn kết main K250 không? Dạ, chào chú Long. Dạ, bên Minh Phụng Music còn có bán cục nguồn chính hãng của kết main nhé chú. Ngoài ra còn đầy đủ các phụ kiện của các dòng đàn khác. Chú và các bạn lưu ý dùm con là khi mình thay nguồn thì mình sẽ phải đảm bảo là đúng nguồn điện của đàn. Nếu không thì nó sẽ dễ bị gây cháy mạch nguồn của đàn và không sử dụng được hết năng suất nhé. Chú có thể đem đàn đến các showroom của Minh Phụng Music gần nhất để kỹ thuật bên con hỗ trợ nhé chú. Câu hỏi của bạn Anh Khoa 209. Cho em hỏi đàn organ và piano điện có gì khác nhau? Đây cũng là câu hỏi mà rất nhiều bạn thắc mắc. Thì đầu tiên piano và organ khác nhau về số lượng phím. Phím trên đàn piano sẽ là 88 phím, còn trên đàn organ sẽ là 61 hoặc là 76 phím tùy vào loại organ. Về độ nặng thì piano điện phím sẽ nặng hơn. Cảm giác tay khi bạn chơi sẽ chân thật hơn, tương tự như là khi mình đang chơi piano cơ. Rất thích hợp cho bạn học đàn hoặc biểu diễn. Còn phím organ sẽ nhẹ hơn để các bạn dễ dàng sử dụng đa dạng các chức năng trên đàn. Và đây là câu hỏi cuối cùng của tập lần này của bạn Cường Lê. Em thấy SV800 có nhiều màu nhưng không biết cách đổi làm sao vậy sót? Chào bạn Cường Lê nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn nhé. Đầu tiên, ở màn hình chính, các bạn hãy bấm vào nút Global Settings. Tiếp theo, chọn vào Utility. Sau đó, hãy bấm vào Config 2. Như các bạn có thể thấy, ở đây có 8 bộ màu được cài sẵn để cho các bạn tự do lựa chọn bộ màu mà mình thích. Ngoài ra, các bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD ở bên góc bên trái. Và đó, mình đã hướng dẫn bạn đổi màu thành công trên cây SV800 rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video kỳ này. Nếu còn câu hỏi nào thì hãy nhớ comment ở phía dưới nhé. Tụi mình sẽ ra những video tiếp theo để giải đáp những thắc mắc đó cho các bạn. Hãy đến ngay cái hệ thống showroom của Minh Phụng Music ở số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Thành Văn Chương, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc liên hệ qua số hotline 0919768606 để được bên mình tư vấn cụ thể nhất nhé. Hãy nhớ like, share, subscribe cho tụi mình để có động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.